bạn có thể thấy cây cầu treo leo. Đây là cái cầu dẫn đường vô làng AU. Và chúng tôi đang hành trình kết thúc chuyến công tác của tổ kiểm lâm tuần tra khu bảo tồn Sao La, Quảng Nam. Cây cầu rất là treo leo. Chúng ta có thể thấy được một hình ảnh của cây cầu khỉ ở miền Tây trên rừng Trường Sơn. Đường đoạn đầu này rất là dốc. Đây là cái đoạn đường mà ngày đầu tiên chúng tôi đi vào đây, và đây cũng là ngày cuối cùng đi trở ngược ra làng Erek, nơi để xe để trở về. Bên suối có một cái láng dựng bằng tre. Chúng tôi vẫn tiếp tục trên đường về, và con đường trên ven những ngọn núi rất đẹp. Các bạn có thể nhìn thấy những ngọn núi ở gần đây. Đây là ngày trở về, và những cái hành lý của các anh thì nhẹ hơn. Hôm trước thì mọi người phải vác gạo, rượu, đồ ăn, thức uống, rất nhiều thực phẩm. Hôm nay thì ba lô của ai cũng nhẹ nhàng hơn, nên cái vận tốc mà di chuyển trên đường về nhanh hơn hôm trước. Tắm đi, tắm phốt đi. Ngồi nhẹ nhãi, rất là mệt. Đường về hôm nay có vẻ nắng hơn. Hôm trước thì mây nhiều, chứ nay thì nắng.
Phía trước là những cô gái cơ tu của làng AU đang vác đồ về. Đi từ mấy giờ chị? Xin chào em. Trên nhà 3-4 giờ. Dạ. Trên nhà lúa mới chưa chị? Trên nhà lúa mới chưa? À, bao giờ lúa mới? Cái nhà nào lúa mới chưa? Mai mốt cả. Dạ, cảm ơn chị. Chị đi nha. Các bạn có thể nhìn thấy khung cảnh những ruộng lúa chín vàng cho trẻ Trường Sơn. Thì hiện nay ở nhiều bản làng đang bắt đầu vào mùa gặt. Và khi mà các bạn có thể có nhiều bạn đã biết về cái cúng lúa mới của đồng bào trên dãy Trường Sơn. Có nhiều bạn thì chưa biết, mình xin kể như sau. Thì cúng lúa mới có nghĩa là những cái hạt lúa đầu tiên họ gặt được trên cánh đồng thì họ sẽ gặt một ít và mang vào để cúng. Thì thường thường thì họ, nếu nhà nào có điều kiện á, thì mổ trâu, mổ bò, mổ heo. Nhà nào mà ít điều kiện hơn chút thì mổ lợn, mổ gà. Sau đó thì cũng biết rượu, thịt để cúng cảm ơn, cảm tạ trời đất để cho họ một cái mùa lúa mới. Đó là cái tập tục để giải thích đơn giản là cái tập tục cúng lúa mới như vậy. Phía bên dưới là đầm sông A Vương. Bên dưới là lòng sông. Có vẻ như là trời sắp làm mưa lớn khi mà mây quần rất là nhiều. Các bạn có thể thấy những cái ngôi nhà canh xung quanh những cái luống ruộng trên đèo cao giữa đại ngàn của Trường Sơn. Vậy là chúng tôi cũng kết thúc hành trình đi tuần tra theo tổ công tác kiểm lâm khu bảo tồn Sao La Quảng Nam. Hiện nay chúng tôi đang tiến về làng A Bét, trở về trung tâm xã A Vương, Tây Giang.